Mà nếu như không có em ấy, anh mãi mãi là một thằng cừu vạn. Anh cảm ơn em nhé. Không có em, anh không có gì cả. Về nhà rồi. Ê, con đồng nát mày quen à? Mày điên à? Người như tao mà phải quen mấy con đồng nát này á? Chẳng qua ấy, mấy lần là qua nhà tao xin mấy cái ve chai, cứ đứng đây để chờ tao về thôi. Ừ. Thôi mày về đi, cảm ơn mày nhiều nhá. Ờ, ngày mai tao gọi đón nhé. Thôi, ngày mai ấy, tao có xe mới rồi. Xích ở xe của mày. Bố biết rồi nha. Thôi tao về đây. Về nhá. Em đây à? Dạo này mà anh kém quá nên lại không nhận ra em. Cho anh xin lỗi nhá. Thế mà em cứ tưởng là anh xấu hổ với bạn anh nên là không muốn nhận em cơ. Ờ kìa, anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi là không được có cái suy nghĩ ấy ở trong đầu cơ mà. Anh được như ngày hôm nay ấy, tất cả là nhờ có em. Nếu như không có em ấy, anh sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay cả. Và nếu như không có em ấy, anh mãi mãi là một thằng cừu vạn. Biết thế là tốt. Bây giờ em khó khăn vất vả như này cũng chỉ là để đợi anh thành công thôi. Bao giờ anh thành công ấy, anh đền bù cho em là được. Chắc chắn là sẽ như thế, anh hứa. À, hôm nay á, em mua được đống ở chỗ này á, hồi cực ý. Thế à? Ờ. Thế thì anh bảo này, ngày mai em có thể cho anh 3 triệu để đóng tiền quỹ lớp được không? Quỹ lớp mà tận 3 triệu cơ á? Anh biết nó rất là nhiều và cũng rất là khó nói với em. Nhưng mà bởi vì học lên thạc sĩ cái gì nó tốn kém. Anh biết là em rất vất vả rồi mà bây giờ toán xin tiền em nữa. Hay là thôi, anh bỏ học nhá. Không được, tuyệt đối là không được. Yêu anh 9 năm, 6 năm em đi làm để có tiền cho anh ăn học. Em cũng chỉ là mong đến ngày anh thành công thôi. Nên là ấy, bây giờ anh tuyệt đối không được nản chí. Mặc dù là em có khó khăn vất vả như nào, em cũng có thể xoay sở được. Anh yên tâm đi, mai em sẽ đưa tiền cho anh nhá. Anh cảm ơn em rất nhiều. Cuộc đời này anh nợ em nhiều thứ lắm. Cũng chỉ vì học lên thạc sĩ, may sau mà có công việc tốt, nên là chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Sau này thành công rồi, nhất định anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh hứa với em đấy nhá. Cho anh ôm một cái nào. Mi này, em bỏ đi. Ý anh là anh không muốn giữ lại đứa con chúng mình á? Ờ kìa, em đừng có suy diễn như thế. Không phải anh không muốn giữ. Anh hứa là anh sẽ là chồng em mà. Thì làm gì có chuyện mà anh không muốn có con với cả em. Nhưng mà bây giờ em thử nhìn lại xem, hoàn cảnh của chúng mình đang rất là khó khăn. Công việc của anh thì không đến nơi đến chốn. Bây giờ mà em có đứa con nữa thì chúng ta phải làm như thế nào? Đối với bản thân của anh ấy, anh rất muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho em. Em đã khổ vì anh rồi, bên khổ thêm cả một đứa con nữa thì anh không muốn như thế. Nên là hãy nghe anh, hãy bỏ đứa con này đi và đợi anh thêm một thời gian nữa được không Mi? Nhá.
Em vào đây. Khiếp. Cái phòng bé bằng cái mắt mũi như thế này mà anh cũng ở được đấy à? Mà thôi, em uống gì để anh chạy đi mua nhá. Không, em không thích uống mấy cái đồ linh tinh đâu. Căn bản là em đến gấp gáp quá nên là anh chưa kịp sửa soạn gì cả. Nhà cửa đang tềnh toáng này, chưa kịp dọn nữa. Em thông cảm một tí nhá. Mà bố em bảo ấy là khi nào mình lấy nhau thì bố em sẽ cho bọn mình một căn chung cư cao cấp với cả thêm ô tô để đi làm cho tiện nữa. Mà nhá, công việc của anh bố em cũng lo xong hết rồi. Yên tâm đi, ông sẽ không để cho con gái cưng của mình phải lấy một tên nhân viên quèn đâu. Anh cảm ơn em nhá. Không có em, anh không có gì cả. Anh Kiên, anh làm sao gì đấy? My, em bảo em về quê mà, sao vẫn còn ở đây? À, thì ra đây là cô người yêu xấu xí mà anh hay kể đấy à? Thôi, anh tự giải quyết với cô ta đi. Em đi ra ngoài đợi. Mà em nói trước này, em không có tính kiên nhẫn đâu đấy. Anh nói với em đi, chuyện này là sao? Anh xin lỗi, anh đã có tình cảm với cô ấy rồi. Và cô ấy cũng đã có thai với anh rồi. Anh xin lỗi. Anh có biết là 6 năm em yêu anh, em hy sinh với anh như thế nào? Hy sinh ở tuổi thanh xuân của mình, em đi làm mọi thứ. Dù là công việc này có nặng nhọc như nào, em vẫn làm vì anh, vẫn hy sinh tất cả cho anh. Anh bảo là em bỏ con, em cũng đã bỏ nó. Nhưng mà bây giờ anh lại bảo là anh bỏ em vì cô ta có thai à? Anh Kiên, em đừng có lôi 6 năm ra để làm giày vò tôi nữa. Đơn giản là tôi chán ngấy em rồi. Chúng ta kết thúc đi. Tôi sẽ đền bù cho em là được chứ gì? Anh, em không còn xứng đáng với tôi nữa. Đấy chính là lý do. Đây là 20 triệu. Em cầm đi. Coi như là tôi đền bù thanh xuân cho em. Nhanh lên. Và từ giờ chúng ta không quen biết gì nhau nữa. Chào em. Xin chào cả nhà. Như đã hẹn từ trước ý, thì hôm nay My sẽ giới thiệu đến cho mọi người một bộ sản phẩm cực kỳ thần thánh, bí quyết cho làn da trắng sáng và nhẵn mịn này của My. Chắc chắn là mọi người tò mò lắm rồi đúng không? Nên là My sẽ giới thiệu cho mọi người xem luôn nhá. Đây, tên tên. Đây chính là bộ sản phẩm làm đẹp da của thương hiệu nổi tiếng và uy tín Kohino. Bộ sản phẩm làm đẹp da này thì sẽ bao gồm 3 sản phẩm. Và đầu tiên, đấy là viên uống đẹp da tảo sâm gồm các dược liệu quý như là tảo xoắn spirulina, tảo lục chlorella, glutamine, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ, collagen giúp làm mờ vết nám và tàn nhang. Mỗi ngày thì các bạn sẽ uống 2 viên tảo sâm này kết hợp với cả bôi kem chống nắng ban ngày Rich Skin Sun Cream này để bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời, chống lại các tác động của tia UV, dưỡng ẩm, tăng độ đàn hồi cho da để trắng sáng da, hết nám và sạm nhé. Và cuối cùng, đây chính là kem dưỡng da ban đêm Rich Skin Night Cream, giúp trị nám dùng hàng ngày buổi tối trước khi đi ngủ. Được rồi, bây giờ thì My sẽ dùng các sản phẩm này cho các bạn xem nhé. Thank you.
Thế là My đã xong rồi đấy. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn chị, nhờ bộ sản phẩm làm đẹp da ở Kohino chị giới thiệu mà giờ da em trắng đẹp, mịn màng lắm. Em nhất định sẽ mua hàng ủng hộ cho chị dài dài. My. Anh đến đây làm gì? Cô ta cắm rừng anh. Đứa con trong bụng cũng không phải con của anh. Thì ra mấy năm nay anh chăm lo cho con được một thằng khác. Tôi không có quan tâm đâu. Mời anh đi cho. My ơi, mấy năm nay anh phải sống kiếp chó chui cầm chặn. Anh xấu hổ lắm rồi. Em có thể cho anh một cơ hội để quay trở lại với em được không? My. My. Trong này có 20 triệu mà anh đã đưa cho tôi. Anh bảo là anh đền bù tuổi thanh xuân của tôi. Bây giờ tôi sẽ gửi lại cho anh để anh làm lại cuộc đời. My, em không tha thứ cho anh được sao? Tôi đã ngu một lần và mất đi tuổi thanh xuân của mình rồi. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm lần thứ hai đâu. Mời anh, tôi còn rất là bận.